Dạ, các anh em tập ngày thứ tư rồi, cách bơi cũng khá đều á. Tình hình là mưa tái rồi. Đây bên kia trời mưa tái rồi cô chú chị ơi. Này cái này đứng mà mưa luôn. Mưa đang mưa đâm râm á. Mưa tái à. Vô qua đây chú. Mưa rồi. Anh em cũng tập ngoài mưa luôn ha. Rồi đục nước luôn. Bơi đục nước luôn. Cái này gọi là bơi đục nước luôn nè. Rồi mưa ơi, này các anh em sẽ tập ngoài mưa luôn nha. Xong sẽ đứng kiếm chỗ nè, núp đây. Ở đầu nó chạy đó hả? Mưa ơi. Hai trăm mưa ơi. Xuống lần nào cũng mưa hết trơn á. Hồi rồi xuống cũng mưa nữa. Chạy lên đứng đây được rồi, đứng đây quay được rồi. Giờ mưa thì cái này muốn luyện tập của quý anh chị. Đây mưa nè. Mưa cũng khá năng hạt ha. Bơi đục nước luôn. Chào anh mợ Lương Nghĩa. Chào Lương Nghĩa. Hôm nay không biết bên Lương Nghĩa Hậu Giang có qua không? Dạ chào cô Sơn ha. Anh em rất quyết tâm quý anh chị, tập rất là mệt luôn nhưng anh em rất quyết tâm. Trời là cũng đang mưa luôn cũng như vậy. Này khán giả cũng vẫn ngồi coi ha, trời mưa vẫn ngồi coi luôn ha. Đang mưa. Thì sau hai hiệp thì sắp thấy là các anh em rất quyết tâm của anh chị. Bơi là đục nước luôn, nước đục luôn. Đây anh Cường hết rồi ha. Rồi mưa là càng nắng hạn các cô chú anh chị. Đây nè, đó mưa tới à. Nhưng mà trời mưa anh em vẫn luyện tập không cô chú anh chị, không nghỉ ha. Này là tập ở kế bên chùa ha. Này tập ở chùa ha. Đây là chùa Băng Hơi Giòn ha. Này ở mấy sông chỗ chùa Băng Hơi Giòn. Thì đây là ngày tập thứ tư của các anh em. Thì sắp thấy các anh em cũng rất quyết tâm ha. Nhìn chung thì tập đua ngo rất là mệt của anh chị, phải tốn rất là nhiều năng lượng, rất là nhiều sức. Ngày
Sau hiệp tập thứ hai thì các anh em tiếp tục được cung cấp nước để bổ sung nước. Này phải tập xong phải ăn vài ký thịt bò cho có sức. Đây, trời mưa ha. Thì nhìn chung